Công an vào cuộc vụ 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến người đàn ông tử vong. Chiều ngày 15 tháng 8, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo cho Bí thư Thành ủy thành phố Dĩ An, chủ trì các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong vụ việc một người đàn ông lâm bệnh nặng đi cấp cứu tại 5 cơ sở y tế bị từ chối. Nếu đây là sự việc đúng như người dân phản ánh thì không thể chấp nhận sự tắc trách của các cơ sở y tế này được. Tỉnh đã chỉ đạo thành phố Dĩ An phải vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm, ông Minh thông tin. Trước đó, vào ngày 14 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám không được từ chối bệnh nhân cấp cứu. Yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm, thậm chí xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra sai phạm. Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị Ngô Phượng rất khó khăn, cha của chị Phượng hành nghề bán vé số. Trong sáng nay ngày 15 tháng 8, gia đình được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm nên đã đưa linh cữu của ông Dê đi hỏa táng. Ông Nguyễn Văn Cường, chủ trọ ở khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, nơi hai cha con ông Ngô Dương sinh sống cho biết, khoảng 21 giờ tối ngày 13 tháng 8, nghe Ngô Phượng, con gái ông Dương kêu cứu nên chạy qua xem. Thấy ông Dương đang nằm bất động trên nền nhà trọ nên mọi người gọi xe cấp cứu đưa đi, nhưng không có xe. Sau đó, ông đành mượn xe ba gác để chở ông Dương đi bệnh viện. Điểm đầu tiên là Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, nhưng nơi này không nhận vì tại đây đang điều trị bệnh nhân Covid-19. Sau đó, ông Cường tiếp tục chở hai cha con ông Dương đến Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng, nơi đây yêu cầu phải xét nghiệm Covid-19 mới cho cấp cứu. Hai cha con ông Dương được test nhanh Covid-19 với số tiền 700.000 đồng. Sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nhân viên bệnh viện cho băng ca đưa ông Dương vào viện, nhưng một lúc sau trả ra kêu không có bác sĩ, thiếu trang thiết bị y tế. Với suy nghĩ còn nước còn tát, ông Cường tiếp tục chở đi Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 4, Bệnh viện Đa khoa An Phú, Phòng khám Đa khoa Tư nhân Nam Anh, nhưng tất cả đều từ chối bệnh nhân với lý do bác sĩ đi chống dịch Covid-19. Hiện cơ sở không đủ trang thiết bị y tế. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 8, khi không nơi nào chịu nhận đành phải đưa ông Dương về phòng trọ. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ông Dương trút hơi thở cuối cùng. Ông Cường cho biết, cách đây 2 năm, ông Dương từng bị đột quỵ nên khả năng cao lại tiếp tục, nhưng nếu được cấp cứu kịp thời có thể đã cứu chữa được. Đến chỗ đầu chúng tôi cũng van xin năn nỉ nhưng họ đều lắc đầu. Thấy người hấp hối mà không cấp cứu, thử hỏi y đức ở đâu. Hiện người dân khu trọ và nhà hảo tâm đã làm mai táng cho ông Dương. Mọi người cho rằng nếu thấy bệnh nhân trở nặng không thể cấp cứu thì bệnh viện có thể sơ cứu hoặc động viên gia đình, nhưng đằng này phủi tài từ chối một cách thẳng thừng khiến ai cũng bức xúc. Trước đó, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đã nhận nhiều phản ánh của người dân về việc các bệnh viện ở Bình Dương từ chối nhận bệnh nhân, trong đó có cả những trường hợp sắp sinh, trẻ em bị tai nạn. Liên quan đến vấn đề bệnh viện không tiếp nhận bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phải tiếp nhận cấp cứu cho các bệnh nhân. Nếu cơ sở y tế nào không tuân thủ các quy định khám bệnh, chữa bệnh vi phạm y đức, không tiếp nhận các bệnh nhân khi được chuyển đến để xảy ra trường hợp tử vong thì xử lý theo quy định. Nếu cần thiết, chuyển cơ quan điều tra, xử lý hình sự theo quy định. Thế nhưng, việc các bệnh viện, phòng khám từ chối bệnh nhân diễn ra khiến người dân kêu cứu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.